Ba dấu hiệu mà bị gan bạn không hề biết. Một là gan khi mà theo đông y, âm dương ngũ hành của đông y thì gan khai khiếu ra mắt, gây cho mắt mờ, mắt kém. Rất nhiều người đã chữa mắt, cứ lấy mắt để chúng ta chữa. Khi mà đấy là chữa ngọn thôi các bạn nhé. Còn thực chất là khi mà bị mắt thì phải liên quan đến gan. Thì các bạn hãy để ý và các bạn có thể là khám hoặc là các bạn có cái nhìn thầy thuốc đông y hoặc là một cái thầy thuốc nào đó thì các bạn có thể là nhờ họ tư vấn giúp. Thứ hai là hay bị hét lớn này, mấy lại hét lớn, tự nhiên hét toáng lên đó, thì đấy là biểu hiện của gan, đấy là một cái khai khiếu của gan. Thì bằng cách là chúng ta đừng hét lớn nữa và chúng ta nhất là chúng ta đừng cáu gắt mà đấy thì nó sẽ không hại gan nữa. Chúng ta hãy bình tĩnh đúng không ạ? Đấy là kiềm chế cảm xúc thì gan nó sẽ tăng thêm phần không bị nặng. Cái thứ ba nữa nó là mắt vàng, đó, da vàng thì chúng ta cần phải đi khám kiểm tra gan ngay để chúng ta còn ngăn chặn nó kịp thời các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn. Nếu bạn thấy video này hay, bạn có thể chia sẻ để giúp đỡ nhiều người để nhận biết cái cách mà nhận biết gan để nó khai khiếu ra đâu để chúng ta có thể nhận biết được. Tôi thì tôi học thuyết âm dương của âm dương ngũ hành của đông y được từ cổ xưa đến giờ rồi và kinh nghiệm của tôi nữa thì tôi chia sẻ lại cho các bạn. Đấy là cái cách mà chúng ta nhận biết ngay tại nhà và khi mà chúng ta mắt và nó gan bị gan thì nó sẽ khai khiếu ra những cái mà tôi vừa chỉ cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.